Thôi điên kìa. Lướt lên kìa. Trời ơi, phút thứ 5, 5 mạng. Thôi, game này dục luôn rồi, đánh gì nữa. Game này team bên kia bị dục rồi. Nè, bây giờ thí dụ như mà Mết mà mua cái thủy kiếm á là Collusion còn có cái cửa đúng không? Nhưng mà bây giờ Mết đéo mua cái thủy kiếm, Mết mua cái này nè. Mết bán cái này luôn đó, giờ Mết chơi gì nè. Tay chân bữa nay nó kỳ kỳ vậy ta, cảm giác nó không được mượt lắm. Long mà đòi đấu với dao, thấy không? Bây giờ Lucian kèo trên đúng không, cầm ba tắc lúc đầu đúng không, quýnh win luôn đó, vậy nó mới hay. Giống thời xưa đó, cái thời mà con Gray gọi là khỏe kinh khủng á. Là ít, không có ít riêu chứ. Ít riêu mà cái thời mà cái đúp nó còn làm giảm tốc đánh thằng AD bên kia á. Ông nào đánh AD cũng sẽ 3 mét kêu. Ghiêng tôi bích Gray vô tôi nã. Quá. Rồi con Gia Banh này sao sống. Nói tôi nghe coi. Khoe cái thông thạo ở nhà luôn. Trời, cái xe dở người ta, nó phải đi vô chung với tôi pha này chứ. Đi vô chung mà gì ăn cua. Ngon thiệt. Đó thấy không? Vô lụm tiền mẹ rồi. Quá gà. Thôi điên kìa. Lướt lên kìa. Không, cái đó không phải nó lướt lên đâu, mà là tại vì mới dùng Shading Gun á. Ghê thiệt. Trời ơi, phút thứ 5, 5 mạng. Thôi, game này dục luôn rồi, đánh gì nữa. Game này team bên kia bị dục rồi. Nè, bây giờ thí dụ như mà Mết mà mua cái thủy kiếm á là Collusion còn có cái cửa đúng không? Nhưng mà bây giờ Mết đéo mua cái thủy kiếm, Mết mua cái này nè. Mết bán cái này luôn đó, giờ Mết chơi gì nè. Rồi bây giờ Mết hỏi anh em nhẹ một câu thôi. Rồi bây giờ cái con Lucian đó, có phải là Mết nhận cái đầu nó xuống nước là vừa chưa? Đúng chưa? Rõ ràng chưa? Trời ơi, giáp gai phản đam ăn luôn con lính kìa. Bởi ta nói là thời tới là cản không kịp mà. Đã lên đây à, xin. Ui chết mẹ lỗ. Nó tới 6 xì gửi lận. Trời ơi. Ngu rồi. Mọi người thấy tôi buồn red sai không? Tiện tôi đang xanh vậy nè. Binh nó quá trời binh mà nó không ra là không ra. Red sai này mà em tôi chắc tôi nhận cái đầu nó vô thao nước luôn quá. Oh hello there. Tôi buồn cái sai thiệt chứ. Ủa red sai muốn win hay muốn làm con bò? Trời ơi, đụng của mình mạnh như vậy mà nó không cover một miếng nào luôn. Ui ghê hả? Lại tao bắn thường mà tao có làm gì đâu né. Né cái gì mà né không biết nữa. Anh Cường ơi, anh có biết cảm giác 4 thằng chơi game thân với nhau mà teamwork win được một game khó chán nản 3-4 lần chưa anh? Cái nguyên nhân dẫn đến thắng hay là thua nó không có liên quan gì tới mấy ông chơi thân với nhau cỡ nào, nó không liên quan. Nó liên quan tới hai cái này mới liên quan nè. Một là cái mục đích mấy ông chơi game á, hai là cái trình độ. Có một số ông nghĩ cũng mắc cười. Rồi muốn đi làm kiếm tiền
không, muốn kiếm thật nhiều tiền. Xong rồi á, muốn gọi là có thời gian để hạt cái game này, để bro, để thắng người ta, để đè đầu cửa cổ người ta. Ủa ngộ vậy? Mỗi người một ngày có 24 tiếng thôi chứ. Sao mà một người một ngày có thể có 380 tiếng được? Cảm ơn Kiệt nha nhé Kiệt. Rồi cái ly nó bắn tôi đâu có thấm đâu. Mới nói nhẹ ra cho anh em hiểu luôn là cái game này, cái thằng duy nhất mà có thể giết được mết là con Redside. Chỉ có con Redside mới giết được mết cái game này thôi. Đéo bao giờ mà team bên kia giết được mết luôn. Tại vì Redside đéo cover. Hay đấy, hay đấy. Đéo có một ai cover tôi luôn á. Khác gì cái game 1-5 không? Nè 1-5 chứ con mẹ gì nữa. 1-5 chứ còn gì kìa. Rõ ràng luôn. Thấy không anh em? 1-5. Đúng một mình tôi đánh 5 luôn đó. Đéo có thằng thứ hai luôn. Không nghe cầm lòng. Ăn đi bò. Lắm xe lát rồi. Baron. Ăn. Được, tao lo được. Tao nói tao lo được mà. Rồi con gia ban đâu? Ghiêng mày luôn á. Ghiêng mày luôn á nhóc. Trên này đúng không? Trời ơi, lừa ai vậy? Trời ơi, tao chứ phải Minas đâu trời. Quậy núi bạn ơi, quậy núi. Không có phải tắm sông. Giờ mình lát mất bán cái này. Mất mua cái điều đen là đẹp. Nó cho mất một cái lượng giảm giáp. Với lại một cái máu. Thêm cái tốc độ di chuyển. Thôi chạy kìa. Bắt đầu chạy với mất kìa mọi người. Rồi thằng này nhiều chuyện. Thằng đó nhiều chuyện là phải chết. Mấy cái thằng nhiều chuyện là phải chết. Phải giết, không có thoa được. Lưu Sĩnh làm gì trời? Điên cái gì thôi. Cho con bò nó đi như vậy mà nó có thể giảm vô cái cháp được trời. Đúng là con bò mà. Sao con bò nó có thể đi lên mà nó giảm vô cái cháp như vậy được ta? Hình như nó tính toán trước hay cái gì á. Điên nè, điên nè. Điên nè, điên nè, điên nè. Điên nè, chó này. Quay lại bắn đi. Nè mọi người nhìn. Mọi người để yên cho ban đó, họ cho ban tự chết à. Để cho ban yên đó, chạy ra con rồng nè. Cứu cái sai mọi người. Tao nói làm sao, tao nói gia ban tự chết đúng không? Để con gia ban đó, cho con gia ban nó về. 5, 4, 3, 2, 1. Lâm đề. Sai một ly thôi thôi. Mày lát lên. Mày lát lên. Rồi sao lát gì? Rồi chết gì sao? Quê bái luôn. Nhờ lên gì ta? Nhờ lên gì gánh được team ta? Bạn hãy định lên điều đen. Mà bây giờ cũng kết liên này thì lên điều đen đéo bỏ. Rồi bắt buộc lên cung rồi. Bên kia bắn đéo vô máu nó nữa. Bắt buộc lên cung. Lên cung. Nếu mà đổi giày thì không đủ. Không đủ. Đổi giày không đủ cooldown. Này 10. Này 20, này 10 nữa. Mới đủ. Có cái ly này mà mất chạm được thì mất giết được. Nhưng mà quan trọng là đồng đội nó cover làm sao. Đồng đội mất á. Ví dụ như con Redside với con Salad mà nó làm đẹp là lụm. Tại vì bây giờ con Jin là gần như là đéo có tác dụng rồi. Bây giờ phải bỏ qua con Jin luôn.
thì mới win được. Chứ Jin này Cooper làm được mẹ đâu. Jin này dòng xe đá nó chửi hai cái chết. Ủa Lucian lát đó ta, sao nó ban ra xa dữ được. Biến tao ra Leo đánh tao mất máu đó mày đánh mày ơi. Không ai cầm lông. Ghê không? Thấy võ công quá cao không? Kinh chưa? Cái Leo là nó không biết cái chiêu đó đâu, không thể nào mà biết được cái chiêu đó. Giờ này mới cơ võ lâm nhiều lắm mới học được đó. Chiêu đó là phái tà đạo không à. Giờ này là mới bỏ bên chính nghĩa rồi, mới qua tà đạo rồi. À, mọi người nhìn mết uống cái bình nước là mọi người biết. Mọi người biết cho này võ công cao rồi. Cái bình này là chỉ có thời xưa ta uống thôi chứ giờ ai uống nữa mà uống như nào.